có cả. Hello, đam mê cá xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào nha. Hôm nay mình ra hồ Gia Ui test mồi ngũ cốc nha các bạn. Đây là mồi ngũ cốc của đam mê câu cá, sống cùng đam mê, trôi chép chấm phi. Và địa chỉ ở đây. Đây là chỉ, đây là số điện thoại của mình. Đó, một gói như vậy trọng lượng là 1 kg nha các bạn. Đây, ký nè. Còn đây là cái thóc mầm. Còn đây là mồi nền. Ok. Đây là cắm chim. Và D1. Bây giờ mình sẽ tiến hành hướng dẫn mọi người chọn mồi và câu luôn, không có ủ nữa. Lâu rồi mình chưa có ra ngoài cái hồ u này câu cá các bạn ơi. Hôm nay ra thử một bữa coi nó ra sao. Có một số bạn yêu cầu mình ra ngoài hồ u câu cá các bạn, nên hôm nay mình theo ý của các bạn ra hồ u này thẳng định mình test cái mồi cốc mình luôn. Cắm chim, nửa gói cắm chim, câu ít thôi, không cần nhiều. Đây, mồi ngũ cốc rất là thơm nha các bạn, nửa gói đó. Mình câu bao nhiêu thì mình chọn bấy nhiêu thôi, không cần phải chọn nhiều. D1, tàu hương dâu ít thôi đó. Mùa nền một ít, mùa nền để làm thính nha các bạn, tí thôi đó, cho nhiều quá có mẹ thích lắm, ít thôi làm thính nền. Rồi giờ mình sẽ cho cái thóc mầm vào đây. Thóc mầm, mầm nha các bạn. Mình cho miếng nước vào, nước thóc đó. Mình sẽ cho cái vào một ít thôi. Rồi, okay. Rồi xong, rồi trộn đều. Nay mình câu 5 cây lăng xê nha các bạn. 5 cây, còn 5 cây vậy. Còn 5 cây lăng xê được rồi. Các bạn đảo cho nó đều các bạn, để cho nó cắm chim nó tan ra là các bạn câu được rồi. Mồi tơi nha các bạn nha. Bây giờ sẽ nắn mồi vào lăng xê. Đây là cái lăng xê của mình. Đây, chì nó sẽ dính vô trong cái lăng xê như vậy luôn. Đó, nè. Đây là lưỡi Kendo Chinu số 6. Đó, dính như vậy luôn. Bắt mồi vừa thôi. Lưỡi rất là bén nha các bạn nha. Mồi cứng bở nhanh tan, nhưng mà mình bỏ thóc mầm vô đó rồi lâu tan lắm. Còn đây là xốp độ nha các bạn, chứ không phải là xốp mua ngoài tiệm nha, xốp mình tự độ á. Đó, 4 lưỡi thôi, 4 lưỡi xốp độ.
xốp này nó mềm, nổi khỏe, hút cá hút dễ dính. Ok, đó, như vậy là câu thôi. Bây giờ mình sẽ câu nha các bạn. Mình sẽ quay trực tiếp lại lúc mà người cảnh cá ăn cho mọi người xem. Ok. Con trâu đỏ nha các bạn. Trâu đỏ các bạn ơi, quá khỏe luôn. Trống móm nha các bạn. Một em trâu đỏ nha các bạn. Trống móm nha. Ok. Bảo cả đỏ này coi chưa nha các bạn, một cặp trâu đỏ rồi. Tuyệt vời. À, còn nữa nha các bạn. Ok, đợi cho đặt thuốc các bạn nha. Một trận mưa khá là lớn luôn, muốn thổi muốn bay đi luôn cái lề với lại cái dù của mình luôn rồi. Bây giờ 4 giờ mấy rồi, cá mới ăn này các bạn nè. 9 giờ tới 10 giờ, 10 giờ 11 giờ nó ăn được cá, nó 1 giờ mấy ăn được phát sảy. Quay nữa chân sảy. Cái bây giờ tới 4 giờ lại nó mới đầu vô ăn các bạn nè. Tính về rồi các bạn. Mà ngồi gắn lại có clip vài mọi người quay, con cá quay hình hình được bạn cá quay mọi người xem chứ không có cá buồn lắm mọi người ạ. Tình hình là được một cặp trâu đỏ rồi nha các bạn. Đẹp không? Ok.